Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin tối thứ năm ngày 7 tháng 9 hôm nay, phần tin Canada mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Nắng nóng phá kỷ lục 40 năm ở Montreal, nguy cơ bão kéo dài ở tỉnh bang Ontario. Canada mở cuộc điều tra can thiệp nước ngoài, những gì chúng ta biết cho đến nay. Ủng hộ đối với ông Poliev tăng cao trong các cuộc thăm dò ý kiến và tranh luận về chính sách của đảng bảo thủ. Thành phố Toronto sẽ đánh thuế bán nhà hàng sang, yêu cầu tỉnh cấp nguồn thu từ thuế bán hàng để giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng ngân sách. Khi nào ngân hàng Canada sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất? Canada vừa có đồng xu nạm kim cương màu hồng sực sở trị giá lên tới 128.000 đô la. Cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý, để ủng hộ cho kênh. Rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cơn bão Ly đi qua vùng biển Đại Tây Dương được dự báo sẽ là cơn bão mạnh nhất trong năm tính đến thời điểm hiện tại. Bão Ly hiện đang ở vùng biển rộng lớn của Đại Tây Dương và có khả năng trở thành cơn bão cấp 5 đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương. Dự kiến cơn bão sẽ không đổ bộ vào đất liền, nhưng sẽ đi qua gần vùng đông bắc của Caribbean. Điều kiện bão nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến một số hòn đảo. Các nhà khí tượng học vẫn chưa thể cung cấp thông tin chi tiết cụ thể về lượng mưa và gió giật có thể xảy ra. Bão Ly có sức gió lên tới 80 dặm một giờ, tức là 130 km một giờ, và đang di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ 13 dặm một giờ, tức là 20 km một giờ. Cơn bão này được dự báo là sẽ mạnh lên nhanh chóng và trở thành cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm vào đầu ngày thứ Sáu. Ly là cơn bão thứ 12 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương, thường đạt đỉnh điểm vào tháng 9. Việc cơn bão Ly nhanh chóng từ áp thấp nhiệt đới biến thành cơn bão cấp 4 trong vòng 5 ngày là một sự kiện đáng chú ý. Dự báo đây là một cơn bão kéo dài và sẽ được theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, nguy cơ bão kéo dài ở tỉnh bang Ontario miền nam tỉnh bang ontario đã trải qua dông bão và sét dữ dội vào sáng sớm thứ năm hôm nay một hệ thống áp suất thấp tập trung ở phía đông bắc ontario gây ra mưa rào và có khả năng gây dông bão ở phía đông bắc ontario miền nam ontario và tỉnh quebec mối đe dọa dông bão có thể tiếp tục kéo dài cho đến thứ sáu ở các khu vực phía nam sông st lawrence mặc dù dự kiến các cơn bão sẽ không nghiêm trọng dự kiến là thời tiết sẽ dịu hơn vào cuối tuần thỉnh thoảng có khả năng có mưa rào bầu trời nhiều mây và có khả năng nhiệt độ ở mức khoảng 20 độ C chuyển sang điều kiện mát mẻ hơn giống như là mùa thu và tuần tới. Nắng nóng đã phá kỷ lục 40 năm ở thành phố Montreal. Montreal và nhiều vùng khác nhau của tỉnh Quebec đã trải qua thời tiết nắng nóng đặc biệt trong tháng 9, phá vỡ kỷ lục nắng nóng hàng ngày. Theo Bộ Môi trường Canada, sân bay Montreal đã ghi nhận nhiệt độ 31,9 độ C, cao nhất trong 40 năm Vượt qua kỷ lục 31,8 độ C trước đó được thiết lập vào năm 1983, các khu vực khác ở nửa phía nam của tỉnh Quebec, bao gồm Mont-Tremblant, Saguenay, Gatineau và Sherbrooke cũng lập kỷ lục nhiệt độ mới. Với Gatineau đã đạt tới 33,4 độ C, phá kỷ lục 78 năm kể từ năm 1945. Đợt nắng nóng kéo dài suốt tuần với cảnh báo nắng nóng được đưa ra cho nhiều vùng ở tỉnh Quebec. Theo Bộ Môi trường Canada, nhiệt độ cao sẽ không giảm bớt cho đến ít nhất là thứ Sáu. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm cũng cao đã dẫn đến giá trị độ ẩm làm cho nhiệt độ lên đến từ 35 đến 40 độ C ở nhiều khu vực khác nhau, gây ra rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương như là trẻ nhỏ, người mang thai, người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính và người làm việc ngoài trời hoặc là người tập thể dục các nhà chức trách khuyến cáo là người dân hãy uống đủ nước tìm nơi trú ẩn ở những nơi mát mẻ hơn và nếu có thể thì hãy tham gia các hoạt động ngoài trời vào những thời điểm mát mẻ hơn trong ngày để giảm thiểu nguy cơ bị kiệt sức vì nóng bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản, chúng tôi là Thông Nguyễn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp, hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Canada mở cuộc điều tra can thiệp của nước ngoài và đây là những gì chúng ta biết cho đến nay. Sau đây là những diễn biến mới nhất về một cuộc điều tra quan trọng về các cáo buộc can thiệp của nước ngoài vào bầu cử và xã hội Canada. Bộ trưởng An toàn công cộng Dominic LeBlanc hôm nay thông báo rằng thẩm phán Quebec là Mary Jose Hot đã được bổ nhiệm để lãnh đạo một cuộc điều tra công khai trên toàn quốc về các cáo buộc can thiệp của nước ngoài vào bầu cử và xã hội Canada. Cuộc điều tra này sẽ xem xét hành động của các quốc gia như là Trung Quốc và Nga, cũng như các chủ thể phi nhà nước khác. Thẩm phán Mary Jose Hope là một thẩm phán của tòa phúc thẩm tỉnh Quebec sẽ được giao nhiệm vụ đánh giá sự can thiệp của các quốc gia nước ngoài và các tổ chức phi nhà nước trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và 2021, cả cấp quốc gia và cấp khu vực bầu cử. Việc bổ nhiệm bà diễn ra sau nhiều tháng tìm kiếm một thẩm phán phù hợp để lãnh đạo cuộc điều tra sau khi cựu toàn quyền là ông David Johnston từ chức vì bị cáo buộc thiên vị. Thẩm phán Hốt sẽ trình bày báo cáo tạm thời trước ngày 29 tháng 2 năm 2024 và báo cáo cuối cùng vào tháng 12 cùng năm. Bà sẽ đảm nhận vai trò của mình vào ngày 18 tháng 9. Các điều khoản tham chiếu cho cuộc điều tra đã nhận được sự chấp thuận nhất trí từ tất cả các bên được công nhận trong hạ viện. Thẩm phán Hốt sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tài liệu và thông tin nội các có liên quan mà bà cho là cần thiết cho cuộc điều tra, bao gồm cả việc đánh giá luồng thông tin đến những người ra quyết định cấp cao. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào sự can thiệp của nước ngoài từ Trung Quốc, Nga và các chủ thể khác, đặc biệt nhấn mạnh vào việc bảo vệ các quy trình bầu cử và thể chế dân chủ của Canada. Các đảng đối lập từ lâu đã yêu cầu một cuộc điều tra công khai về sự can thiệp của nước ngoài. Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ ông Erin O'Toole bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bổ nhiệm thẩm phán hốt và nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc điều tra phi đảng phái. Nghị sĩ đảng bảo thủ ông Andrew Scheer hoan nghênh việc bổ nhiệm nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm một cái nhìn toàn diện và không giám sát về tình báo. Lãnh đạo NDP là Jamit Singh khẳng định cam kết của đảng ông trong việc bảo vệ nền dân chủ và xây dựng niềm tin vào các thể chế dân chủ thông qua cuộc điều tra. Sự can thiệp của nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, là một vấn đề nổi bật ở Canada với những cáo buộc can thiệp vào công việc nội bộ của Canada và nỗ lực đe dọa các chính trị gia bị đưa ra ánh sáng. Cơ quan tình báo Canada CSIS tiết lộ rằng một số chính trị gia bao gồm nghị sĩ đảng bảo thủ ông Michael Chong và nghị sĩ NDP Jenny Kwan đã trở thành mục tiêu của các nỗ lực can thiệp của nước ngoài. Thủ tướng Justin Trudeau chỉ ra rằng hòa giải với Trung Quốc hiện không nằm trong chương trình nghị sự. Cuộc điều tra này thể hiện một bước quan trọng trong việc giải quyết những lo ngại xung quanh sự can thiệp của nước ngoài vào nền dân chủ và xã hội Canada. Doanh số bán nhà ở Montreal đã tăng 4% trong tháng 8 so với năm ngoái. Hiệp hội môi giới bất động sản chuyên nghiệp của tỉnh Quebec cho biết, doanh số bán nhà ở thành phố Montreal đã tăng 4% trong tháng 8 so với cùng thời điểm vào năm ngoái. Doanh số bán hàng trong khu vực đạt tổng cộng 2.753 căn nhà trong tháng, tăng so với 2.652 của một năm trước. Giá vẫn ở gần mức đỉnh của năm 2022 và thị trường phần lớn đã phục hồi được mức đã mất trong nửa cuối năm trước. Giá trung bình cho một ngôi nhà dành cho một gia đình tức là Single Family Home ở thành phố Montreal là 561.000 đô la, tăng 7% so với năm trước. Căn hộ chung cư Condominium có giá trung bình là 393.000 đô la, tăng 2%. Và nhà Flex tức là nhà nhiều unit có giá trung bình là 720.000 đô la, tăng 3% so với năm trước. Thành phố Toronto sẽ đánh thuế bán nhà hạng sang và yêu cầu tỉnh bang hỗ trợ nguồn thu từ thuế bán hàng để giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng ngân sách. Hội đồng thành phố Toronto đã bỏ phiếu thông qua việc áp dụng thuế phụ thu mới đối với việc bán nhà giá trị cao và đã yêu cầu chính quyền tỉnh bang hỗ trợ tài chính để giải quyết những thách thức ngân sách. Thị trưởng Olivia Chow nhấn mạnh rằng Bất chấp các biện pháp đã được hội đồng thực hiện, thành phố vẫn cần sự hỗ trợ từ cả chính quyền tỉnh bang và liên bang để giải quyết mức thâm hụt ngân sách dự kiến là 46,5 tỷ đô la trong thập kỷ tới. Hội đồng thành phố đã yêu cầu chính quyền tỉnh bang ban hành thuế bán hàng cho Toronto hoặc là phân bổ một phần doanh thu thuế HST hiện có cho thành phố. Ngoài ra thì hội đồng cũng đã thông qua mức thuế suất mới cho thuế chuyển nhượng đất thành phố, tức là land transfer tax đối với những ngôi nhà mà có giá trị từ 3 triệu đô la trở lên, cũng như loại bỏ mức giới hạn 5 đô la mỗi một giờ đối với việc đậu xe trên đường. Những quyết định này được đưa ra sau một báo cáo của người quản lý thành phố, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ tài chính mới để hỗ trợ các dịch vụ và đầu tư thiết yếu cho sự phát triển của thành phố Toronto. Nhân viên thành phố đã được chỉ đạo đưa ra các phương án tạo thêm doanh thu, bao gồm thuế đối với chỗ đậu xe, non-residential, và người mua nhà nước ngoài để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận về ngân sách năm 2024. Nghĩa Trang và nhà quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp diện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt ủng hộ đối với ông Poliev gia tăng trong các cuộc thăm dò ý kiến và tranh luận về chính sách của Đảng Bảo thủ. Các thành viên của Đảng Bảo thủ đang tập trung tại thành phố Quebec để dự hội nghị chính sách kéo dài 3 ngày nhằm hoạch định chiến lược và thu hút các cử tri bất mãn với Đảng Tự do đang cầm quyền. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ ông Pierre Poliev đã nhận thấy sự ủng hộ của ông tăng lên trong mùa hè, làm tăng triển vọng về một chính phủ đa số tiềm năng nếu cuộc bầu cử được tổ chức sớm trọng tâm chính của ông Poliev là khả năng chi trả lãm phát và những yếu điểm của chính phủ nhưng một số đảng viên đang thúc đẩy các vấn đề về văn hóa các đề xuất chính sách bao gồm giải quyết chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng với thời hạn thế chấp kéo dài hơn và thay đổi quy định rút tiền RSP dành cho người cao tuổi tuy nhiên một số đại biểu háo hức đi sâu vào các chủ đề như là chiến tranh văn hóa chẳng hạn như là chính sách chuyển giới hạn chế về an tử loại bỏ đào tạo đa dạng quy định về vắc xin và bãi bỏ đạo luật khẩn cấp. Những chính sách này do các thành viên cơ sở của đảng soạn thảo và được các hội đoàn khu vực bầu cử địa phương phê duyệt sẽ định hình cương lĩnh bầu cử của đảng. Nhưng ông Poliev không bị ràng buộc bởi những chính sách đó. Các hội nghị trước đây đã đặt ra những thách thức cho các nhà lãnh đạo, chẳng hạn như là ông Erin O'Toole, người phải đối mặt với sự bất đồng nội bộ sau khi không thể thống nhất với các quyết định của đại biểu thách thức đối với ông Poliev là duy trì sự tập trung vào việc xây dựng một liên minh chiến thắng có thể lật đổ thủ tướng Justin Trudeau, tránh các vấn đề xã hội gây chia sẻ có thể ngăn cản những cử tri dao động. trong khi chủ nghĩa bảo thủ xã hội vẫn còn tồn tại, đảng đã loại bỏ một số chính sách gây tranh cãi ra khỏi danh sách xem xét. ông Poliev vẫn cởi mở với các đề xuất của thành viên nhưng không bắt buộc phải vận động theo các đề xuất đó. Những người trong phe bảo thủ dự đoán trước các cuộc tấn công của đảng tự do vào các chính sách xã hội, nhưng tin rằng người Canada muốn thay đổi sau 8 năm đảng tự do cai trị. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tập trung vào các vấn đề quan trọng và không bị sao nhãn bởi những cuộc tranh luận gây chia rẽ. Các đại biểu sẽ xem xét các chính sách như là cấm chăm sóc trẻ vị thành niên trong vấn đề chọn giới tính, yêu cầu không gian chỉ dành cho phụ nữ thúc đẩy quyền tự chủ về cơ thể và hạn chế hỗ trợ y tế khi hấp hối. Việc ông Poliev dẫn đầu trong các cuộc thăm dò mang lại một số cơ hội cho đảng này, nhưng đại hội vẫn là một bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng của người lãnh đạo này trong việc cân bằng lý tưởng đảng phái với khả năng lấy được phiếu bầu rộng rãi hơn. Tóm lại thì đại hội đảng bảo thủ phản ánh mức độ phổ biến ngày càng gia tăng của ông Poliev trong các cuộc thăm dò ý kiến, đồng thời thể hiện các cuộc tranh luận về chính sách có thể định hình cương lĩnh bầu cử của đảng này. Thách thức là duy trì sự tập trung vào các vấn đề chính trong khi điều hướng các chủ đề văn hóa có thể ảnh hưởng đến chuyển vọng bầu cử. Khi nào thì ngân hàng Canada sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất? Đó là một câu hỏi khó. Ngân hàng Canada đã quyết định duy trì lãi suất ở mức 5% để ứng phó với nền kinh tế Canada đang hạ nhiệt dữ liệu GDP suy yếu và thị trường lao động chậm lại đã góp phần dẫn đến quyết định này, dẫn đến suy đoán về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai. Các nhà kinh tế dự đoán rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của ngân hàng có thể xảy ra vào quý đầu tiên của năm 2024 khi ngân hàng theo dõi tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó đối với hoạt động kinh tế trước khi xem xét hành động tiếp theo. Ông Randall Barlett, là giám đốc cấp cao về kinh tế Canada tại Desjardins, tuyên bố rằng. Ngân hàng có vẻ tự tin rằng những nỗ lực của mình là đủ để dần dần ổn định nền kinh tế Canada và đưa lạm phát dần quay trở lại mức mục tiêu 2%. Mức độ và tốc độ cắt giảm lãi suất là không chắc chắn. Nhưng một số nhà kinh tế, chẳng hạn như là ông Stephen Brown từ Capital Economics dự đoán là Ngân hàng Canada sẽ giảm 50 điểm cơ bản trong mỗi quý của năm 2024, có khả năng đưa lãi suất chính sách từ 5% xuống còn 3%. Ngân hàng Canada dự kiến là sẽ thận trọng trong việc đưa ra tín hiệu cắt giảm lãi suất, ngay cả khi dữ liệu kinh tế cho thấy sự chậm lại, nhằm mục đích là tránh lạm phát tái bùng phát và khả năng thị trường nhà đất lại quá nóng. Thống đốc Ngân hàng Canada ông Tim McLam trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 9, khi ông thông báo ngân hàng vẫn giữ mức lãi suất ở mức 5%, thì đã chỉ ra rằng còn quá sớm để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất và ông cũng nhấn mạnh rằng lãi suất có thể tăng trở lại nếu cần thiết. thuốc fentanyl đã trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn trên đường phố của regina theo một người đang sử dụng ma túy tên là Daniel Mitchell fentanyl ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn ở regina của tỉnh bang Saskatchewan do nguồn cung ngày càng gia tăng và giá thành giảm Mitchell chỉ ra rằng các cửa hàng và đại lý ma túy rất phổ biến ở khu vực lân cận của anh nên việc tìm và mua fentanyl là rất dễ dàng Mitchell nói khi mới bắt đầu sử dụng Fentanyl có giá từ 50 đến 60 đô la, giá đã giảm xuống còn 40 đô la, có nơi có giá chỉ có 20 đô la và thậm chí có nơi bán với giá 10 đô la. Đáng ngại hơn là carfentanil là một loại thuốc phiện mạnh hơn fentanyl 100 lần. Theo missions, những kẻ buôn bán ma túy đang học cách tự sản xuất. Cuộc khủng hoảng nghiện ngập của Regina đã trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch Covid-19, với tỷ lệ lạm dụng chất kích thích đang gia tăng đáng kể. Nixon cho biết nhiều người nghiện không tự nguyện chọn con đường này mà thường rơi vào tình trạng nghiện do hoàn cảnh và tổn thương giữa các thế hệ. Người Canada đang cảm nhận thế nào về các chính sách nhà ở? Theo một cuộc khảo sát mới, khoảng 3 trên 5 người Canada ủng hộ việc giảm số lượng người nhập cư vào nước này, cho đến khi nhà ở trở nên có giá cả phải chăng hơn. Cuộc khảo sát đã hỏi 1.044 người Canada về quan điểm của họ về nhà ở bao gồm cả cảm nhận của họ về việc khuyến khích các nhà phát triển tư nhân xây dựng bất động sản mới, liệu họ có phản đối việc xây dựng nhà ở trên không gian xanh hay không và suy nghĩ của họ về việc giảm số lượng người nhập cư vào Canada cho đến khi nhà ở giá cả phải chăng có nhiều hơn. Chính phủ liên bang có kế hoạch chào đón thêm 500.000 người mỗi năm vào năm 2025 với hy vọng là giải quyết tình trạng thiếu lao động và cân bằng nhân khẩu học già hóa của đất nước. Nhưng một số người đặt câu hỏi liệu đất nước có chào đón quá nhiều người mới đến vào thời điểm mà đất nước đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khả năng chi trả đang diễn ra hay không? Theo kết quả thăm dò, 3 phần 5 người Canada ủng hộ hoặc phần nào ủng hộ việc giảm số lượng người nhập cư vào Canada cho đến khi có nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn. Điều này xuất hiện ngay sau những bình luận của Bộ trưởng Bộ Nhà ở là ông Sean Fraser, người cho rằng Giới hạn số lượng sinh viên quốc tế được phép học tập tại quốc gia này là một trong những giải pháp mà chính phủ liên bang đang thảo luận. Những người tham gia khảo sát cũng được hỏi, họ cảm thấy thế nào về việc xây dựng nhà ở mới trên khu đất hiện đang được dành cho không gian xanh? Kết quả của cuộc thăm dò cho thấy, 64% người Canada phản đối việc xây dựng các khu nhà ở mới trên không gian xanh. Khi được hỏi, họ cảm thấy thế nào về việc Chính phủ ưu đãi thuế cho các nhà phát triển tư nhân xây dựng các căn hộ cho thuê mới, tỷ lệ ủng hộ là 20%. Tuy nhiên, khi được hỏi họ cảm thấy thế nào về việc chính phủ ưu đãi thuế cho các nhà phát triển tư nhân xây nhà mới, 35% người Canada phản đối. Lịch sử trả tiền thuê nên được xem xét như là điều kiện vay thế chấp mua nhà. Một nghị sĩ Đảng Bảo thủ ở Canada đã đặt câu hỏi Tại sao lịch sử thanh toán tiền thuê nhà không được xem xét như một điều kiện khi đi vay thế chấp? Michelle Rambeau Garner là nghị sĩ của Calgary North Hill. Nhấn mạnh một báo cáo cho thấy người dân Calgary cần kiếm được 84.000 đô la một năm để có thể trả được giá thuê nhà trung bình trong thành phố. Con số này đã tăng thêm 17.000 đô la so với năm trước. Garner đã chia sẻ câu chuyện về một chủ nhà trẻ đầy tham vọng ở Calgary, người đã chỉ ra rằng nhiều người trong độ tuổi của anh trả tiền thuê nhà hàng tháng tương đương với các khoản thanh toán vay thế chấp và lịch sử thanh toán tiền thuê nhà của họ có thể là bằng chứng về khả năng trả tiền vay thế chấp. Hiện tại ở Canada, lịch sử thuê nhà không được người cho vay thế chấp trực tiếp xem xét trừ khi liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng. Chủ đề này sẽ được tranh luận tại đại hội Đảng bảo thủ. Canada vừa có đồng xu nạm kim cương màu hồng rực rỡ trị giá lên tới 128.000 đô la. Sở Đúc Tiền Hoàng gia Canada vừa phát hành đồng xu bạch kim nguyên chất mới như một phần của bộ sưu tập sang trọng, bao gồm một số loại đá quý hiếm nhất thế giới, đó là kim cương hồng từ mỏ Argyle. Bộ sưu tập bao gồm hai đồng xu bạch kim nguyên chất là Buteus và Harmonius. Pouchias là đồng xu bạch kim nguyên chất và kim cương hồng có giá là 128.888 đô la, có hình hoa anh đào được chạm khắc theo kiểu tia nắng mặt trời ở phía đuôi, được bao quanh bởi những viên kim cương hồng từ mỏ Akai với tổng trọng lượng là khoảng 2 carat. Mặt trước có họa tiết hoa mạ vàng hồng và hình điêu khắc nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, cùng với bốn viên ngọc trai tượng trưng cho bốn hình điêu khắc được trang trí trên đồng xu Canada và thời gian trị vì của bà. Harmonious thì có giá là 62.888 đô la và được mạ vàng hồng, khắc hình một cây hoa anh đào đang nở hoa ở phía đuôi, được đính những viên kim cương màu hồng từ mỏ Akai, tổng trọng lượng khoảng 1 carat. Mặt trước có họa tiết hoa anh đào cách điệu, mạ vàng hồng và hình điêu khắc của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Công ty sản xuất Crossworks của Vancouver đã cung cấp kim cương cho đồng xu và công ty kim hoàng Beverly Hills ở Richmond Hill, Ontario đã sản xuất các thiết kế đặc biệt này. Những đồng xu này được cung cấp với số lượng rất thấp, chỉ có 10 đồng tiền Boutius và 25 đồng tiền Harmonious. Sở đúc tiền Hoàng gia Canada mô tả những đồng xu này là tác phẩm nghệ thuật chạm khắc rực rỡ, thể hiện sự khéo léo và niềm đam mê của đất nước trong việc tạo ra các món đồ sưu tầm. Và thật không may cho bất kỳ nhà sưu tập tiền xu giàu có nào đang muốn sở hữu những đồng tiền xu mới này thì tất cả chúng đã đều được bán hết, sold out. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, và cuối ngày giao dịch hôm nay, một đô la Canada đã giảm xuống mức 0,7313 đô la Mỹ và bằng 0,6834 đồng euro. Một đô la Canada đổi được 17.518 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ đổi được 23.970 đồng Việt Nam. Giá vàng tăng lên mức 1.919,60 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.627 đô la Canada vừa rồi là những tin tức canada nổi bật trong ngày rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúng tôi cũng kính mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin thế giới nổi bật trong ngày xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn hoàng anh xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo